Nè anh khủng long đỏ, anh có thể vẽ avatar của em hay không? Hả? Tức là cái này à? Oh wow, đẹp đấy, nhưng mà anh có thể vẽ trên Roblox được không? Hả? Vẽ trên Roblox là vẽ trên cái gì? Chẳng lẽ có game nào cho mình vẽ à? Thực sự là có đấy. Tựa game nó có tên là Spray Paint và bạn có thể vào đây để xem những bức tranh của những người khác, cũng như bạn cũng có thể vẽ để người khác chấm điểm cho bạn và xem phản ứng của họ như thế nào. Nếu như bạn vẽ đẹp không giống gì các bạn thì mình cũng là một trong những người cực kỳ thích vẽ luôn, và mình cũng sẽ thử vẽ để cho các bạn xem một video thử nha. Và video đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ vẽ avatar của người lạ trong một cái server mà mình tìm được để xem phản ứng của họ như thế nào nha. Ok, và mình sẽ đi tìm một bạn thôi. Ồ, bạn nữ này khá xinh nha. Mình sẽ lấy Snip Tool. Ok, copy cái avatar của bạn này để mình có thể vẽ nha. Mình sẽ lấy bạn này đầu tiên nha các bạn ơi. Và mình mong rằng là bạn ấy sẽ thấy được mình vẽ. Ok, để mình phác họa bút chì trước nha các bạn. Mình sẽ phác họa kiểu base trước đó các bạn. Cơ bản trước và sau đó mình sẽ liền nét lại sau. Con game này thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ. Có chế độ xem mod, tức là bạn chơi mà bạn sẽ không nhìn thấy tranh của người khác vẽ, cũng như người khác không thể nhìn thấy bạn. Mình mong là những người mà mình vẽ avatar cho, những người đấy sẽ không bật chế độ đó. Ồ, có một bạn lại nữa bạn. Ok, xong rồi nè. Ok, liền lại nét thôi các bạn ơi. Mình thì mình không phải thuộc trường phái vẽ trên chuột. Mình vẽ trên cái tablet, tức là cái bút chì cảm ứng đó các bạn. Cái bút cảm ứng thì mình sẽ vẽ ra được những tác phẩm đẹp hơn. Nhưng mà con game này nó không cho mình sử dụng cái đó, thế nên là mình sẽ vẽ trên chuột nó hơi xấu. Nên là nó sẽ không phản ánh đúng năng lực của mình. Ok, sau khi phác họa xong thì mình nghĩ là mình sẽ tô màu nha các bạn. Có bạn kia đứng đó kìa. Nhưng mà thực sự là mình không thấy bạn ấy để ý tới tranh của mình. Mong là bạn ấy đừng FK nha. Bây giờ thì mình sẽ viền lại một số thứ nha các bạn. Sau khi vẽ được cái nền cũng như là tô được cái màu base color thì bây giờ mình sẽ thêm những chi tiết khác để cho giống hơn. Chắc chắn là không dễ giống rồi các bạn. Mình sẽ vẽ theo kiểu là nó phác họa cái khác biệt tí. Ok, gần như là 90% rồi này. Ồ, nhìn rất là đẹp ha. Mặc dù là đây là lần đầu tiên mình vẽ trên chuột. Let's go. Các bạn thấy thế nào? Mình thấy rất là đẹp luôn ha. Xung quanh đây có rất là nhiều bạn vẽ này. Hello bạn. Bạn đừng FK mà. Bạn này FK thì làm sao mà thấy mình vẽ avatar của bạn ấy được các bạn. Hơi tiếc nha. Các bạn thấy thế nào? Nếu bạn thấy đẹp thì nhớ chấm điểm bên dưới cho mình nha. Và kết quả là bạn kia out server luôn. Ok, bạn này sẽ là người tiếp theo nha các bạn ơi. Mình vẫn sẽ lấy ảnh của bạn ấy và sau đó mình sẽ vẽ theo. Nhưng mà mình nghĩ lần này mình sẽ vẽ theo phong cách khác nha các bạn. Theo kiểu là sẽ sáng tạo hơn. Mình nghĩ là mình sẽ vẽ bạn ấy cười và giơ hai cái tay kiểu hai. Ok, kiểu nó khác biệt thôi các bạn, chứ mình vẽ cơ bản như vậy hoài thì nó hơi xấu ha. Làm cho một chút gì đó nó khác biệt. Bạn này kế bên mình luôn nên là mình mong bạn ấy sẽ thấy bức tranh của mình nè. Ok, phác họa xong rồi nè các bạn thấy phác họa đẹp không? Mình là mình thấy rất là đẹp luôn ấy. Bây giờ thì tất nhiên là tới công đoạn tô màu rồi các bạn. Bạn này có nước da màu trắng với màu xanh dương, nên mình nghĩ là hai màu này sẽ là hai màu chủ đạo của mình. Cũng được thôi các bạn. Bạn kia leo tuốt lên kia để bạn ấy vẽ luôn các bạn. Bình thường thì mình vẽ thì vẽ nếu mà các bạn vẽ không đẹp ấy thì không có ai xem đâu. Còn mình thì chắc là mình vẽ khá đẹp nên các bạn thấy xung quanh rất là nhiều bạn lại luôn. Phản ứng của chính chủ người ta xem thì không có, nhưng mà phản ứng của người xung quanh thì người ta lại rất là nhiều luôn ha. Có thanh niên ghi là Can you draw skibidi skibidi toilet. Man, tôi vẽ avatar mà. Thôi, do là mình vẽ hai bạn nhưng mà hai bạn đều không thấy, nên là chắc là mình sẽ vẽ theo yêu cầu của bạn này đi. Chiều bạn đấy nhớ tặng mình một tim nha. Game này có team nha các bạn ơi. Hình như nãy giờ mình cũng được khoảng 2 team thì phải. Do là mình nói server này cũng chỉ khoảng 30 phút thôi các bạn. Và cũng như là cái server này các bạn sử dụng xe mod rất là nhiều, nên là các bạn đa số cũng không thấy tranh của mình lắm. Thật sự nếu như bạn vô server pro ấy thì cái tỷ lệ các bạn được team nó sẽ cao hơn ơi. Ok, các bạn thấy hai bức tranh mình vẽ như thế nào? Ok, mình tự hào với bức tranh của mình nha. Rất là đẹp luôn.
Nhưng mà rất tiếc là không có bạn nào để ý đến mình hết các bạn. Thậm chí các bạn ấy còn ao nữa. Lần sau có lẽ là mình sẽ chọn những bạn nào mà thực sự có chat cũng như là có tương tác thì sẽ dễ nhận biết hơn. Nhưng mà không phải là toàn bộ các bạn. Có một bạn thấy được bức tranh của mình cũng là cái bạn yêu cầu mình vẽ skibidi toilet ấy. Bạn ấy khen mình, các bạn ơi, bạn ấy ghi cộng 10k aura. Đấy, nó kiểu giống như là chấm điểm ấy các bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nãy giờ mình vẽ thì chỉ có một mình bạn này khen mình. Và cũng như có những bạn khác team ha. Bạn này còn có kiểu cho mình là mong mình được cỡ 10.000 follow hay là 10.000 team luôn các bạn. Mặc dù đây là Roblox chứ không phải là TikTok các bạn ơi. Nhưng mà thôi. Nhưng mà cũng cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ theo yêu cầu của bạn đấy, là vẽ Skibidi Toilet. Ok. Cái bồn cầu thì mình sẽ phác họa theo kiểu là cartoon nha các bạn, tức là mình sẽ không vẽ theo chuyện quái thật. Mình thì mình cũng có thể vẽ theo kiểu thật thật xíu và tô màu. Tuy nhiên thì ra mình vẽ video này theo cái số lượng hơn là chất lượng. Nên là mình vẽ càng nhiều cái nó càng đẹp thì nó cũng hơi phí thời gian của mình. Ok, mình đã phác họa xong rồi. Các bạn thấy thế nào? Mình thấy rất là đẹp luôn ấy. Và mình sẽ tô màu lên thôi. Wow, thực sự đẹp hơn các bạn. Nó hơi lem luốc xíu nhưng mà chắc không sao đâu các bạn ơi. Mình thấy là khá là giống Skibidi theo kiểu cartoon luôn ấy. Các bạn thấy thế nào? Mình thấy rất là đẹp luôn á, mặc dù này không phải avatar. Xong rồi hả các bạn. Đây chính là ba bức tranh mình vẽ. Có một bạn đến thăm tranh của mình nè, không biết bạn ấy có tim không nữa. Hello bạn. Biết vậy mình vẽ avatar của bạn này thì coi chừng bạn này xin mình rồi. Mình vẽ hai bạn đều ao, chẳng lẽ mình vẽ xấu đến vậy à? Tổng cộng nãy giờ mình cũng được 4 team các bạn. Cũng nhiều phết chứ có đùa đó các bạn ơi. Và bức tranh của mình thì các bạn thấy đẹp không? Mình, cá nhân mình đây là lần đầu mình vẽ bằng chuột. Nên là mình thấy nó cũng rất là đẹp ha. Sau khi vẽ xong thì các bạn có thể vào từng server các bạn thăm tranh của những bạn khác ha. Server này thì đúng từ là server của những bạn mới chơi đấy. Thế nên là mình thấy cũng không có nhiều tranh đẹp lắm. Của mình nhìn xa nó rất là nổi bật luôn ha. Đáng ra mình vẽ ở giữa đây với bạn này, wow. Bạn này vẽ về gấu bông đúng không? Các bạn hồi nãy đúng không các bạn? Kachipo ấy. Bạn ấy vẽ toàn gấu không à. Nhưng mà rất là đẹp ha. Let's go. Cái này mình cũng có thể vẽ được nha các bạn. Nếu bạn muốn thì mình có thể vẽ một video vẽ kinh dị về chủ đề Roblox hay Avatar gì đấy nếu các bạn muốn. Mà mình thấy cái này mình cũng có thể vẽ được thôi các bạn ơi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nhưng mà bạn này vẽ cũng đẹp hết nè. Chủ đề khá là ma mị. Và cuối cùng thì mình đã cho ra được ba cái avatar. Nhưng mà thật sự là mình vẽ cho chính chủ không reaction cho mình mà những bạn xung quanh lại reaction cho mình. Thôi thì cũng chấp nhận được các bạn. Mình thì đây là lần đầu tiên mình cũng vẽ trên tựa game này nên là còn khá là thiếu sót. Sau này nếu có vẽ thì mình nghĩ là mình sẽ vẽ chỗ dễ chú ý hơn, cũng như là vẽ vô server mà nó đặc biệt có nhiều người đi xem á các bạn thì nó sẽ đặc biệt hơn và dễ chú ý hơn à. Và video của mình đến đây thôi. Nếu bạn thấy thích đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Nhớ like like nhiều để ủng hộ mình nha các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.